Các quan chức Đảng Cộng hòa đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky vận động cho ứng cử viên Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Vào cuối tuần trước, thống đốc Đảng Dân chủ Joe Shapiro đã đưa Tổng thống Zelensky đi tham quan nhà máy đạn dược quân đội Scranton, nơi các quả đạn pháo 155mm có thể sẽ được chuyển đến quân đội Ukraine. Các quan chức Đảng Cộng hòa đã lên tiếng phản đối bức ảnh này, cũng như cuộc phỏng vấn gần đây của ông Zelensky với tạp chí New Yorker. Thượng nghị sĩ Missouri Eric Smith viết trên X rằng Tổng thống Zelensky đang công khai vận động cho Đảng Dân Chủ tại tiểu bang chiến trường Pennsylvania ngày hôm nay, cách cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta khoảng 50 ngày. Đại diện Pennsylvania John Joyce phát biểu với một đài phát thanh địa phương vào thứ Ba rằng chuyến thăm này là một chiêu trò xét theo thời điểm đáng ngờ của nó. Một nhóm gồm 9 đại diện của Hạ viện do Lance Gooden của Texas dẫn đầu đã kêu gọi điều tra về chuyến thăm của ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đã bay đến Pennsylvania trên một máy bay quân sự C-17 của không quân Hoa Kỳ và được mật vụ bảo vệ. Cả hai đều được trả bằng tiền thuế của người dân Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp GOP cho biết trong một lá thư gửi Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc Robert Stock. Bức thư được chia sẻ với tờ Washington Examiner cho biết có lo ngại rằng các nguồn lực này đã được sử dụng cho các mục đích không liên quan đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ hoặc ngoại giao song phương, mà là để hỗ trợ một chuyến thăm có ý nghĩa chính trị trước thềm cuộc bầu cử lớn của Mỹ. Gooden đặt câu hỏi về phán đoán của ông Zelensky khi xa lánh các cử tri đảng Cộng Hòa trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, được cho là đang cố gắng tập hợp lực lượng cử tri người Mỹ gốc Ba Lan đông đảo tại Pennsylvania bằng cách quảng bá sự ủng hộ dành cho Ukraine dưới thời chính quyền hiện tại như một cách để bảo vệ Ba Lan. Tổng thống Zelensky cho biết, ông tới Hoa Kỳ để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York và gặp Tổng thống Joe Biden nhằm trình bày với ông này một kế hoạch chiến thắng nhằm đánh bại Nga. Mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào sáng 27 tháng 9 tại Trump Tower ở New York. Ông Trump đã đăng một tin nhắn từ phó đại sứ Ukraine tại Mỹ, chuyển tiếp yêu cầu gặp mặt của Tổng thống Zelensky tới nền tảng chốt social của ông. Ông Zelensky viết, ông Donald Trump thân mến, tôi hy vọng ông vẫn khỏe. Tôi nhớ cuộc điện đàm gần đây của chúng ta thực sự rất tốt. Tất cả chúng tôi ở Ukraine đều muốn kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng. Và chúng tôi biết rằng, nếu không có Mỹ thì điều này không thể đạt được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng hiểu nhau và giữ liên lạc chặt chẽ. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã có cuộc họp với cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cả ông Trump và người bạn đồng hành của ông, thượng nghị sĩ James David Vance của bang Ohio, đều chỉ trích viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Cựu tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ khiến nước Mỹ ngừng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử. Ông cho rằng ông Zelensky muốn đảng dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất tăng đáng kể viện trợ an ninh cho Ukraine hứa hẹn cung cấp khoảng 8 tỷ đô la Mỹ vũ khí trong những tháng tới. Tổng thống Mỹ ca ngợi những thành công của Ukraine trong thời chiến nhưng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông Biden tuyên bố: "Đó là lý do tại sao hôm nay tôi tuyên bố tăng cường viện trợ an ninh cho Ukraine và một loạt các hành động bổ sung để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này." Ông Biden đặc biệt yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phân bổ số tiền hỗ trợ an ninh còn lại cho Ukraine trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Ông Biden cho biết là một phần của nỗ lực này, Bộ Quốc phòng sẽ phân bổ số tiền còn lại của sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine vào cuối năm nay. Tôi cũng đã ủy quyền 5,5 tỷ đô la Mỹ cho quyền giúp quân của Tổng thống để đảm bảo quyền này không hết hạn, để chính quyền của tôi có thể sử dụng toàn bộ nguồn quỹ do Quốc hội phân bổ để hỗ trợ việc rút thiết bị của Mỹ cho Ukraine và sau đó bổ sung kho dự trữ của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố khoản viện trợ an ninh trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine nhằm cung cấp cho Ukraina thêm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và đạn dược không đối đất, cũng như tăng cường cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraina và hỗ trợ các yêu cầu bảo trì và hỗ trợ của nước này. Theo ông Biden, đây là sự tiếp nối quyết định của ông vào đầu năm nay về việc chuyển hướng các lô hàng vũ khí phòng không của Mỹ sang Ukraina. Điều này sẽ cung cấp cho Ukraina hàng trăm tên lửa Patriot và Amram trong năm tới cho phép nước này bảo vệ các thành phố và người dân của mình. Ngoài ra, Mỹ cho biết thêm rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá tổng cộng 375 triệu đô la Mỹ. Một đặc vụ của cơ quan mật vụ Mỹ bị cáo buộc quấy rối nhân viên trong đội hỗ trợ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris, các nguồn tin nói về báo chí. Văn phòng trách nhiệm nghề nghiệp của Sở Mật vụ đang điều tra cáo buộc này. Văn phòng của bà Harris tuyên bố không khoan nhượng với hành vi sai trái về quấy rối, và khẳng định coi trọng sự an toàn của nhân viên. Tuần trước, mật vụ đi cùng các nhân viên của bà Harris đến Wisconsin để tìm địa điểm chuẩn bị cho hoạt động của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Sau đó cả nhóm đi ăn tối và uống rượu. Các nguồn tin nói với AP rằng đặc vụ dường như say rượu bị cho là đã sờ mó người phụ nữ trước mặt những người khác. Sự việc xảy ra vào thời điểm sự mật vụ Mỹ đang đối mặt với rất nhiều chỉ trích sau hai vụ ám sát hụt ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ngày 13 tháng 7, ông Trump bị bắn sượt qua tai khi đang diễn thuyết ở Pennsylvania, khi nghi phạm nằm trên nóc nhà cách vị trí ông đang đứng không xa. Vụ ám sát hụt thứ hai xảy ra ngày 16 tháng 9 tại câu lạc bộ chơi golf của ông Trump ở Florida. Một báo cáo của Quốc hội Mỹ công bố ngày 25 tháng 9 về vụ ám sát hụt đầu tiên cho biết đã không có chuỗi chỉ huy rõ ràng giữa mật vụ và các cơ quan an ninh khác và không có kế hoạch kiểm soát tòa nhà nơi tay súng leo lên mái nhà để bắn ông Trump tay súng đã bị đặc vụ Mỹ tiêu diệt sau đó. Mới đây, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris đã có cuộc gặp thứ bảy với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tái khẳng định rằng sự ủng hộ của bà đối với người dân Ukraine là không thay đổi. Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Mỹ không thể và không nên cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới vì cô lập không phải là sự bảo vệ. Vì vậy, theo ứng cử viên Đảng Dân Chủ, việc Washington ủng hộ Kiev không phải vì lòng từ thiện, mà vì đó là lợi ích chiến lược của Mỹ và Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh mà Ukraine cần để thành công trên chiến trường. Bà Harris chia sẻ thẳng thắn rằng ở Mỹ có một số người muốn ép Ukraine từ bỏ phần lớn lãnh thổ có chủ quyền, yêu cầu Ukraine chấp nhận trung lập và từ bỏ các mối quan hệ an ninh với các quốc gia khác. Tuy nhiên, theo bà Harris, đây không phải là các đề xuất vì hòa bình. Thay vào đó, chúng là những đề xuất đầu hàng. Điều này nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Trước đó, ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa j .D. Vance từng khẳng định ông Trump sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với các lãnh đạo Nga, Ukraine và châu Âu. Thượng nghị sĩ bang Ohio mô tả thỏa thuận mà ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ theo đuổi, bao gồm một số điều khoản chính. Nga được giữ lại các khu vực đã chiếm đóng và hai bên thiết lập khu phi quân sự dọc ranh giới chiếm đóng của quân đội hai nước trên chiến trường. Tại khu phi quân sự trên, Kiev sẽ dồn lực lượng đầu tư phòng tuyến mạnh mẽ để ngăn các cuộc tấn công khác từ Nga. Ông Vance cho rằng, mặc dù về cơ bản, Ukraine vẫn sẽ là quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhưng Moscow vẫn sẽ nhận sự bảo đảm về tính trung lập từ Kiev. Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ nói thêm, Ukraine sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, họ sẽ không gia nhập những tổ chức liên minh dạng như vậy. Tôi nghĩ sau cùng, tình hình sẽ thành ra như thế. Bình luận về những đề xuất khép lại xung đột với Liên bang Nga của ông Vance, Tổng thống Ukraine cho rằng đó là một ý tưởng không tốt, có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu. Ông Zelensky nói, thông điệp của ông ấy dường như là Ukraine phải hy sinh. Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi về cái giá phải trả và ai phải gánh chịu. Ý tưởng rằng cuộc xung đột này sẽ chấm dứt bằng cách buộc Ukraine phải trả giá là không thể chấp nhận được. Theo ông Zelensky, nếu kế hoạch của ông Vance được thực thi, Ukraine sẽ phải chấp nhận đánh đổi lãnh thổ để cuộc xung đột dừng lại. Nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Kịch bản như thế này sẽ không có cơ sở trong các chuẩn mực quốc tế trong luật lệ của Liên Hợp Quốc trong công lý. Theo Tổng thống Ukraine, quan điểm của ông Vance và ông Trump về tình hình dường như có những điểm khác biệt dù hai chính trị gia này đang liên danh tranh cử. Ông nhấn mạnh, bất cứ ứng cử viên Tổng thống hay Phó Tổng thống Mỹ nào cho rằng việc chấm dứt xung đột bằng cách khiến Kiev từ bỏ lãnh thổ đều phải chịu trách nhiệm về khả năng gây ra một cuộc xung đột toàn cầu. Vừa qua, một máy bay không người lái của Nga đã được nhìn thấy bay ở độ cao thấp một cách nguy hiểm, gần nhà máy điện hạt nhân Ripne, tỉnh Ripne, Ukraine. Đại diện của Inegatom, công ty hạt nhân Ukraine cáo buộc, một lần nữa, quân đội Nga gây ra mối đe dọa đối với an toàn của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine đại diện công ty nhấn mạnh không ai được phép đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản về an toàn bức xạ và hạt nhân. Trước đó, một máy bay không người lái tấn công đã được phát hiện gần nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky, theo hình ảnh từ camera an ninh hôm 22 tháng 9. Các chuyên gia về điện đã ghi nhận hơn 70 máy bay không người lái và hơn 30 tên lửa hành trình của Nga bay gần các lò phản ứng hạt nhân ở Ukraine trong vòng 2 tuần qua. Máy bay Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị tác chiến điện tử từ lực lượng phòng thủ Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc không kích của Nga. Một máy bay không người lái đã quay trở lại Nga và một chiếc khác vẫn còn trong không phận Ukraine. Trong khi đó, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga cần phải cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công nào được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân đều được xem là một cuộc tấn công liên minh vào Nga. Ông cũng nói thêm, chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm phạm chống lại Nga và Belarus. Quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chính thức của Nga được coi là câu trả lời của Điện Kremlin trước các cuộc thảo luận ở Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine dùng tên lửa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga hay không. Hiện vẫn có những rào cản nhất định về phạm vi Ukraine được phép sử dụng vũ khí viện trợ trong giao tranh với Nga. Ukraine là một quốc gia phi hạt nhân. Song nước này đã nhận được sự hỗ trợ quân sự lớn từ Mỹ và các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác kể từ đầu cuộc xung đột. Trong những năm gần đây, các cuộc đối thoại giữa Moscow và Washington về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân gần như đã đình trệ. Kể từ đầu năm 2022, điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của nước này. Song giới quan sát vẫn nhận định rằng những động thái như vậy chỉ đơn thuần là đòn chính trị nhằm ngăn dòng chảy viện trợ tiếp tục đổ về Kiev. Chuyên gia hạt nhân Maxim Starchuk viết trong một bài phân tích gần đây cho Quỹ Kennedy. Mỗi lần Kiev được cung cấp vũ khí mới, được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga hoặc tấn công hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga, Moscow lại dùng đến các mối đe dọa hạt nhân. Điều này gần như đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên, các quan chức và học giả Nga đã nhanh chóng củng cố tuyên bố của ông Putin. Phát biểu với phương tiện truyền thông nhà nước Nga, ông Andrei Katapolov, người đứng đầu ủy ban quốc phòng tại hạ viện nga cho biết những thay đổi được đề xuất sẽ giúp học thuyết này trở nên linh hoạt và hiệu quả và phù hợp với thực tế hơn